tụt xuống nhà đi xuống lên xe giống như ở nhà mình lên xe chạy đi tới chỗ làm rồi đi xuống chỗ làm đi đi vô chỗ làm rồi đi về đừng có đi rong mấy chỗ mà đông người công viên chỗ này nọ đó chị. Mỗi lần nói chuyện nó cũng giận vậy em nói chị có bu lại nghe con thấy người ta là quýnh lộn quýnh gì kệ người ta làm người ta làm được bu lại phải là sự cố chết luôn nghe nè thì em cũng giận vậy đó mình chạy trên xe trên đường thì không có sao không đến nổi mà mình đừng có sát lại chỗ đông người đúng rồi ở đây cũng vậy nè chị ơi ở đây gì cha mình cũng vậy gì nó quýnh lộn gì bu lại coi mình coi coi mình hai mình đó chị hai giờ nó đọc đá nó đọc có lý trí đâu nó có chuyện gì là mình khổ tụi nó ở chung nó nhau vậy đi làm chung mình cũng...